Thưa quý vị và bà con, cách đây hơn chục năm, khởi đầu chỉ vài mô hình nuôi hầu tôm cá trên sông Chà Và, sông Rạn, thì ngày nay nghề nuôi trồng thủy sản ở cửa biển đã trở thành nghề chính của nhiều hộ dân ở Long Sơn. Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ chính dòng sông quê hương này, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để nghề nuôi trồng thủy sản ở xã đảo có thể phát triển bền vững, thì yếu tố môi trường và công tác bảo vệ môi trường cần phải được đặc biệt quan tâm. Trong đó, các hộ nuôi cần tuân thủ quy hoạch của cơ quan chức năng, cần nâng cao kiến thức trong phòng trừ bệnh cho thủy sản khi chất lượng môi trường nước bị ảnh hưởng do thời tiết và sự tác động của con người. Chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con cùng theo dõi. Những ngày gần đây, bà con nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và và sông Rạn vô cùng lo ngại khi các ngành chức năng phát hiện nước trong đầm chứa khu vực công số 6 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ chuyển màu hồng sậm, bốc mùi hôi thối. Ngay khi có thông tin, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra nguyên nhân và tìm hướng xử lý. Cùng với đó, ngày 6 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 3431 giao các sở ngành địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để kiểm soát chặt chẽ khu vực công số 6. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm soát chặt chẽ việc vận hành công số 6, bảo đảm an toàn, không để nước trong đầm chảy ra khu vực sông Chà Và khi chưa xử lý xong các vấn đề môi trường khu vực này. Ghi nhận đến ngày 15 tháng 4, công số 6 đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm soát tốt, chất lượng nước khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè của bà con xã Long Sơn chưa bị ảnh hưởng. Khu vực công số 6 thì nó là một trong các cái mối tiềm ẩn một cái mối nguy cơ lớn đối với nuôi trồng thủy sản ở trên sông Rạn và sông Chà Và. Thì đứng trước tình hình trên thì chi cục thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp phối hợp các làm các cái văn bản công các công văn gửi đến các địa phương khuyến cáo người dân nuôi trồng thủy sản lồng bè cần phải có các phương án cụ thể để phòng tránh khi có cái tình huống xấu xảy ra và đặc biệt là đối phó với cái mùa giai đoạn chuyển mùa hiện nay. Môi trường nước là yếu tố tiên quyết thành công của nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè. Chính vì vậy, ở thời điểm này, ngoài việc cố gắng tìm giải pháp khắc phục thấp nhất sự tác động của con người đến môi trường nước, thì các hộ nuôi còn chuẩn bị đón mùa vụ khó khăn của ngành nuôi trồng. Bởi theo quy luật của tự nhiên, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, nên thường có sự thay đổi bất thường, gây chênh lệch nhiệt độ lớn. Việc thay đổi bất thường của thời tiết có thể gây tác động trực tiếp, làm chất lượng môi trường nước trên sông Chà Và và các vùng lân cận bị ảnh hưởng, tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân. Với khoảng 50 lồng nuôi tôm hùm và 20 lồng nuôi các loại cá như cá bớp, cá mú, cá chim, sau năm 2020 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Lê Ngọc Nam ở thôn 9 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đang kỳ vọng vụ nuôi năm 2021 sẽ thuận lợi, giá bán cao do nhu cầu tăng trở lại. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ pH trong nước thay đổi đột ngột, khiến cho tôm cá không kịp thích nghi và dễ mắc bệnh. Để hạn chế nguy cơ gây bệnh cho tôm cá, anh Nam thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời giảm mật độ nuôi trong các lồng so với mùa khô. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn của cá tôm cũng được anh bổ sung thêm các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng. Và quan trọng nhất là anh thường xuyên theo dõi chỉ số độ pH, oxy, độ mặn của nước để xử lý kịp thời khi có bất thường. Như cái mùa nắng thì cái độ mặn cũng như cái môi trường nước nó tốt hơn, mùa này mưa xuống thì cái độ mặn nó giảm, cũng như là các cái nước thải nước tiết của các cái đầm các cái nó ra thì nó ảnh hưởng con tôm con tép, nó có hiện tượng bỏ ăn ăn yếu. Cái còn như con cá chim nó còn đỡ một chút, nó tăng trưởng nó bình thường, nhưng mà như con tôm là độ mặn này nó thiếu là con tôm nó sẽ tăng trưởng chậm, là một, thứ hai là nó sẽ bỏ ăn và nó ăn yếu đi. Thì mỗi lúc đấy thì mình phải xử lý tắm rửa cũng như là mua thêm các cái kháng sinh cũng như là cái vitamin C để bổ sung thêm để cho nó sức đề kháng, nó nâng cao sức đề kháng để con tôm con cá nó được khỏe hơn. Nghề nuôi trồng thủy sản ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào quy hoạch và phát triển từ năm 2007, hướng tới xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương. Hàng năm bình quân tổng sản lượng khai thác từ nuôi trồng và đánh bắt hải sản của xã Long Sơn đạt khoảng 4.000 tấn, doanh thu hơn 104 tỷ đồng.
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè. Ngoài việc thường xuyên khuyến cáo các biện pháp bảo vệ thủy sản thời điểm chuyển mùa, Chi cục Thủy sản tỉnh còn hướng dẫn người nuôi quản lý môi trường nước khi thời tiết thay đổi với biện pháp quản lý pH, quản lý độ kiềm, quản lý mức nước, kiểm soát tảo để ổn định môi trường nuôi và nâng cao sức đề kháng cho thủy sản, nhằm giảm bớt thiệt hại và tăng hiệu quả vụ nuôi. Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Phòng Kinh tế các địa phương Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu tổ chức các cái khuyến cáo kỹ thuật, khuyến cáo cho người nuôi thủy sản lồng bè, các cái biện pháp phòng chống đối phó với các cái yếu tố môi trường bất lợi trong giai đoạn mùa mưa, đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa, cái lượng mưa nhiều, nước từ thượng nguồn đổ về chảy đến các cửa sông làm ảnh hưởng trực tiếp đến vật thủy sản nuôi như là giảm oxy, rồi giảm độ ngọt, độ mặn, gây sốc môi trường. Vì vậy là các khuyến cáo kỹ thuật trên thì cũng rất mong chính quyền địa phương và phòng kinh tế, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp để tuyên truyền đến người dân phòng nhằm phòng tránh tốt nhất các cái yếu tố bất lợi gây ảnh hưởng thiệt hại đến người dân nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông, địa bàn các cái vùng cửa sông. Để nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè ở xã đảo Long Sơn phát triển bền vững, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và chính quyền các cấp cũng như bà con nông dân trong việc quy hoạch vùng nuôi, đối tượng nuôi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để các hành vi xả thải ra môi trường nuôi. Và chúng tôi cũng rất mong rằng mô hình nuôi lồng bè của bà con xã đảo Long Sơn ngày càng phát triển, trúng mùa, được giá. Thưa quý vị và bà con, trong tiểu mục Nhà nông cần biết, ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và bà con trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè và cũng thông tin thêm cơ quan có thẩm quyền cấp thu hồi giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Chi cục Thủy sản số 331 đường Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè. 1. Một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận gồm đơn đăng ký theo mẫu số 26NT phụ lục 3, trường hợp đăng ký lại thì theo mẫu số 27NT phụ lục 3, ban hành kèm theo Nghị định số 26 năm 2019. Giấy chứng nhận giao cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản do Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố cấp nếu là cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp nếu là tổ chức, doanh nghiệp. Sơ đồ mặt bằng vị trí lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở. 2. Trình tự thực hiện. Bước 1. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản gửi hồ sơ đến Chi cục Thủy sản số 331 Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Bước 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh xem xét, cấp giấy xác nhận theo mẫu số 28NT phụ lục 3, ban hành kèm theo Nghị định số 26 năm 2019. Trường hợp nuôi trồng thủy sản lồng bè phải đăng ký lại khi giấy xác nhận đăng ký bị mất, bị rách, thay đổi chủ cơ sở nuôi, thay đổi diện tích nuôi, thay đổi đối tượng nuôi, thay đổi mục đích sử dụng. Thưa quý vị và bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông nghiệp Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.